xin tất cả mọi người để tiếp nối cái video mà hôm phần 1 mà giới thiệu tổng quan về cái dự án cụm Dương Nội, thì hôm nay trong phần 2 video này, Ngọc Ánh sẽ quay cụ thể một căn gần như là căn mẫu của cái dự án này, với cái căn này là căn đẹp nhất, lô góc hai mặt thoáng nha mọi người, với cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích sổ đỏ là 30m, sổ đỏ chính chủ, đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ, có trả về vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và đây, trên mọi người nhìn thấy trên tầng 2 đây này, xây đua ra, vì nó là lô góc nên xây đua ra cả hai phần, rất là thoáng, từ trên tầng 2 ra phòng ngủ rất là rộng. Và với cái căn nhà này thì ngoài cái cửa chính ra thì còn có thêm một cái cửa phụ nữa đây mọi người nha. Đấy, rất là thoáng. Với cái vị trí cụm Dương Nội này thì có hướng Tây Bắc này, Đông Bắc này và Đông Nam mọi người ơi. Số nhà đầy đủ. Và số nhà hôm nay Ngọc Ánh quay là số nhà 2B. Nào, chúng ta vào phần chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế hai lớp cửa. Đây, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, còn đang được bọc ly lông để cho nó mới mọi người ạ. Và phần 2 của cái cửa chính này, nó là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Từ vị trí của cái căn nhà này thì Ngọc Ánh phải chia sẻ thẳng thắn với mọi người luôn là cái vị trí rất là đẹp, cách với lại đường ô tô đi lại chỉ 50m, cách với lại chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 800m quay đầu. Đặc biệt từ căn nhà này mà mọi người muốn cho con cái đi ra khám phá trung tâm thương mại Iomon thì vô cùng gần luôn, chỉ có khoảng tầm 1,2 km thôi nha quý vị. Phần tầng 1 của ngôi nhà đây đã được hoàn thiện gần như là đầy đủ hết rồi. Về gần phần gạch lát nền là kích thước gạch 60-60 vân trắng granite. Phần trần thạch cao được hoàn thiện đầy đủ. Ở phía phòng khách này chủ đầu tư có để chờ cái một cái móc quạt trần nha. Đây, rất là thoáng. Bước vào cái căn nhà này, thực ra Ngọc Ánh đang quay cái tầm trưa mọi người ạ. Mà bây giờ gió vào cái căn nhà này vô cùng mát luôn, phải nói thật luôn đây này. Mọi người có thể nhìn thấy hai cửa mở ra thoáng vô cùng luôn. Đó. Và giá của cái căn nhà này nha mọi người, giá của cái căn nhà trong video Ngọc Ánh quay là 2 tỷ 350 triệu. Ngoài ra ở cụm này có căn 2 tỷ 200 triệu thôi, rất hợp lý. Mọi người vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Đây là cái căn phòng bếp rất hợp lý đây. Với cái tủ bếp này rất là chất lượng nha mọi người. Tủ gỗ là tủ gỗ xoan đào. Đấy, phụ kiện bếp chất liệu inox 304 3 tầng. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà bài trí rất là hợp lý, đầy đủ công năng. Toàn bộ cái xung quanh bếp là được ốp kính hải long cường lực, kính ốp bếp. Và mặt bếp là được ốp đá granite màu đen. Đồng thời là cái tủ bếp đầy đủ phụ kiện đây, nước đều có rồi mọi người nha. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Nắp đặt công tơ của từng căn đầy đủ hết rồi. Ngoài ra tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở phía tầng 1 là nhà vệ sinh phụ, đầy đủ bồn, hệ thống vòi xịt cũng và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của căn nhà. Thực ra cụm Dương Nội này Ngọc Ánh đang chia sẻ với mọi người là cái cụm này là rẻ nhất của phường Dương Nội luôn ý mọi người ạ. Hợp lý vô cùng luôn. Và ở ngăn cách ở dưới phía phòng khách của ngôi nhà với cầu thang là có một vách gỗ CNC đây. Vừa để trang trí này mà vừa để nó là cái phong thủy của ngôi nhà. Đây này, mọi người thấy không? Để bình hoa ở đây rất là đẹp này. Mọi người theo em lên trên phía tầng 2, khám phá tầng 2 của ngôi nhà nhá. Với tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là gồm một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh ở phía bên trong luôn nha mọi người. Đây chính là cái gian phòng ngủ trên phía tầng 2 của ngôi nhà, rất là rộng. Bởi vì trên phía tầng 2 này là có xây đua ra cả hai bên. Và cái căn phòng ngủ này, đây mọi người có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh đây, rất là nhiều cửa sổ. Ồ, có những 4 cái cửa sổ ở trong một phòng ngủ cơ mọi người ơi. Hợp lý chưa ạ? Thoáng cực kỳ. Và gió vào cái căn nhà này rất là mát nha mọi người. Đấy, chủ đầu tư đã lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Nhưng mà để mà nói cái căn nhà này buổi trưa mà mát lạnh như thế này thì chắc chắn sau này cái chủ nhân của căn nhà này sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền điện đấy mọi người ạ. Trên cái tầng 2 này là chủ đầu tư lát sàn gỗ ở phía phòng ngủ.
có lắp đặt đầy đủ cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cửa sổ ở đây thì thiết kế là hai lớp cửa ở đây mọi người. Đó. Căn phòng ngủ rất là vuông vắn, rất là đẹp, rất là dễ kê đồ nội thất bên trong. Đặc biệt cái ở những cái căn này mọi người ạ, phòng vệ sinh rất là rộng. Đó thưa quý vị, chủ đầu tư thiết kế cái phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm nóng lạnh, lavabo, gương tắm. Rồi là đây, cái màu ở trong cái nhà vệ sinh này chủ đầu tư ốp gạch lên đây rất là đẹp, hài hòa. Căn phòng ngủ này nếu như mà quý khách hàng có thích lắp thêm cái vách tắm kính nữa thì cũng rất là ok. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và cửa phòng ngủ là được thiết kế là cửa gỗ nha mọi người. Rồi, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với cái thiết kế tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế giống hệt tầng 2 mọi người ạ. Bốn cửa sổ rộng và cái phòng ngủ cũng thế. Giống hệt như tầng 2, hai phòng ngủ rộng rồi. Sàn gỗ công nghiệp. Đó. Màu sắc khá là đẹp cũng như là hệ thống trần thạch cao, đèn led đều được lắp đặt vô cùng đầy đủ. Với căn nhà này thì quả thực luôn là quý khách hàng nào nếu như không mua nhanh là hết. Bởi vì căn lô góc này rất là đẹp và thường thường cái cụm nào cũng thế. Khi mà Ngọc Ánh bán thì bao giờ những cái căn lô góc hai mặt thoáng cũng sẽ được khách hàng ưu tiên chọn lựa đầu tiên. Nhà vệ sinh tầng 3 đây. Rộng thoáng. Nhà vệ sinh cũng có cửa mở ra phía bên ngoài đây mọi người ơi, đây này. Không bị bí, không bị mùi. Đó, hệ thống sen tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo. Cái màu gạch của cái gạch ốp của nhà vệ sinh này Ngọc Ánh thấy rất là thích nha mọi người. Cái màu của nó rất là man mát đấy. Và cuối cùng mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4. Và trên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau mọi người ạ. Ở đây chính là khu vực để máy giặt. Đấy. Chính là khu vực để máy giặt mà cũng có cửa hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Đấy, hành lang đi ra. Và ở trên tầng 4 này là có một phòng riêng nữa. Thì quý khách hàng có thể sử dụng làm phòng thờ, có thể sử dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của tùy gia đình, của từng gia đình nha. Đấy. Lên tới tầng 4 của ngôi nhà thì đã có 3 phòng riêng biệt, 3 phòng lớn, phòng khách, phòng bếp riêng. Và ở trên phía tầng 4 này chủ đầu tư có thiết kế tiếp theo là cái phần sân phơi ở trên đây mọi người nha. Đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Đấy. Chủ đầu tư bán nhà theo hiện trạng Ngọc Ánh quay nha. Hợp lý không ạ? Đây. Từ ống kính quay camera của Ngọc Ánh thì quý khách hàng có thể nhìn xung quanh cái căn nhà giùm em này. Đây à. Nhà văn hóa ngay trách tay Ngọc Ánh đây, nó chỉ rơi khoảng tầm 200m thôi. Xung quanh thì rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều cây xanh, đi ra tới trung tâm thương mại thì rất là gần, đi ra chợ dân sinh cũng rất gần, từ vị trí căn nhà này thì quá là tiện lợi, gần với tất cả mọi thứ xung quanh của một hộ gia đình sử dụng, cần những cái tiện ích gì thì ra tới đường cái là có ngay mọi người ạ. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này và muốn biết thêm hơn nữa về các vị trí khác giá thấp hơn, cao hơn thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và nhớ đăng ký chuông để có thể là những khách hàng đầu tiên nhận được những bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.